Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nông dân Hưng Yên làm giàu của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, bằng các hoạt động liên kết tổ chức trưng bày giới thiệu nông sản, kết nối doanh nghiệp với nông dân, những năm qua, Hội Nông dân tỉnh phát huy vai trò là cầu nối tích cực giúp nhiều hội viên tiêu thụ nông sản, góp phần ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập. Đây là năm đầu tiên, gia đình chị Lý Thu Huyền, thôn Lương Xá, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động đưa cây dưa hấu vào trồng với tổng diện tích 2,2 mẫu, sản lượng đạt trên 10 tấn quả. Vừa qua toàn bộ sản lượng quả đã được một cơ sở tại Hải Dương sang thu mua. Được biết, chị Huyền là một trong những hộ nông dân của huyện Kim Động, được Hội Nông dân tỉnh tạo cầu nối liên kết được với doanh nghiệp, hỗ trợ từ khâu cung cấp giống, chuyển giao kỹ thuật và tiêu thụ nông sản. Khi chúng tôi gieo trồng thì cũng rất là lo, bởi vì ra được cái thành quả thì không biết là có tiêu thụ hay không. Được cái sự quan tâm của bên Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên thì cũng đã có kết nối để tiêu thụ nông sản. Bà con chấp nhận làm theo cái chương trình hướng dẫn, tư vấn và chuyển giao khoa học kỹ thuật của chúng tôi. Thì cái sức tiêu thụ của chúng tôi sẽ là rất lớn, có thể là từ 1.000 đến 2.000 tấn trong vòng một năm. Vườn cam Hưng Yên của ông Nguyễn Văn Nhạc, đội 7, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, rộng hơn 6 sào, ước tính sản lượng đạt trên 6 tấn quả. Chương trình của Hội Nông dân là mở các lớp tập huấn giới thiệu sản phẩm cho người nông dân, cách bán hàng cho người nông dân. Đến giờ này thì các công ty, thế rồi là các nơi, thí dụ như Hải Dương, Hà Nội, thế rồi là Hưng Yên đã về đặt hàng. Trong thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh thường xuyên phối hợp tổ chức quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đa dạng các kênh bán hàng như hỗ trợ gian hàng trong hội chợ hội thảo trên mạng xã hội, giúp nông dân mở rộng thị trường tiêu thụ. Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã giao cho Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh trong những năm qua đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho nông dân kết nối với các doanh nghiệp để hỗ trợ giúp cho nông dân thu mua các cái sản phẩm nông nghiệp, trong đó chú trọng là thu mua các cái sản phẩm về rau củ quả. Hiện nay, Hội Nông dân tỉnh đã kết nối với các doanh nghiệp sắp tới tiêu thụ khoảng 200 tấn cam cho hội viên trong tỉnh, chủ yếu tại vùng cam xã Quảng Châu. Ngoài ra, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã và đang hỗ trợ nông dân ký cam kết tiêu thụ cây dược liệu, một số loại rau xanh và hoa quả các loại. Với những hoạt động thiết thực, Hội Nông dân tỉnh đã và đang tạo điều kiện thuận lợi giúp nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững. Nhận thấy nhu cầu tiêu thụ gà an toàn vệ sinh thực phẩm được thị trường ngày một ưa chuộng, anh Đoàn Quốc Quân, thôn Tân Khai, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại, giống vốn để chăn nuôi gà Việt Gáp và mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình anh. Sau khi đi học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi gà an toàn dịch bệnh ở nhiều tỉnh thành, năm 2013, anh Quân đã mạnh dạn đầu tư trên 1 tỷ đồng để xây dựng 650m² chuồng trại khép kín, trang bị hệ thống máng ăn máng uống tự động để nuôi giống gà Mỹ. Con gà trắng thì nó có cái ưu điểm là được chăn nuôi thời gian nó ngắn hơn, nó rất ổn định. Dịch bệnh con gà là nó ít hơn so với các cái con gà thông thường, đem lại cái hiệu quả kinh tế ổn định. Do chăn nuôi theo đơn đặt hàng, với tiêu chuẩn gà phải đảm bảo sạch bệnh, đủ chỉ tiêu cân nặng để sau từ 35 đến 40 ngày xuất bán, gia đình anh Quân đã áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp như cho ăn uống bằng hệ thống tự động, giữ chuồng trại luôn sạch sẽ thoáng mát về mùa hè và ấm áp về mùa đông, chủ động phòng bệnh cho vật nuôi bằng vaccine theo đúng quy trình vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại ít nhất một tuần một lần và thường xuyên vệ sinh máng ăn máng uống trong ngày. Do vậy, sau 6 năm áp dụng mô hình, trang trại gà của gia đình chưa bao giờ để xảy ra dịch bệnh. Trung bình mỗi năm xuất bán từ 5 đến 6 lứa, mỗi lứa 6.000 con gà, trừ chi phí cho thu lãi trên 300 triệu đồng. Mô hình chăn nuôi của anh Quân, chăn nuôi gà Việt Gáp thì phải nói là anh ấy chăn nuôi theo đúng rất là quy mô và chuồng trại vệ sinh sạch sẽ. Với anh Quân thì đã được 2 lần được Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã trao tặng giấy khen. Áp dụng chăn nuôi gà an toàn dịch bệnh không chỉ giúp cho gia đình có nguồn thu nhập ổn định mà còn tạo việc làm cho 5 lao động có điều kiện để giúp đỡ 10 nông dân nghèo về vốn với số tiền 6 triệu đồng một hộ, 500 con giống và kỹ thuật chăn nuôi. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Nông dân Hưng Yên làm giàu của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.